Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ tiềm năng thế mạnh của mình, những kinh nghiệm và kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đánh giá cao các doanh nghiệp doanh nhân đã đóng góp nhiều đề xuất, ý kiến hay, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, sát thực tế và mang tính xây dựng. Thủ tướng vui mừng, tin tưởng và tự hào về doanh nhân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức để phát triển lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển, vươn mình mạnh mẽ và cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp doanh nhân cho đất nước và nhân dân thời gian qua. Nổi bật là sau 20 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn thách thức. Các doanh nghiệp doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt Nam ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hay tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã luôn nêu cao tinh thần chia sẻ đồng hành cùng đất nước, vượt khó, vượt khổ, tự lực tự cường, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh thách thức để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Đội ngũ doanh nhân, các hiệp hội doanh nghiệp đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, vì dân tộc, vì nghĩa đồng bào. Doanh nhân đã tích cực tham gia các chương trình xã hội xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng chương trình vì cộng đồng, gắn bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Các doanh nghiệp doanh nhân đã thường xuyên tích cực đóng góp vào việc thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, xây dựng chính sách và pháp luật. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, tạo tiền đề khí thế mới cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh. Thì tôi xin đề nghị, một là kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là xây dựng cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Cái việc thứ hai là phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ toàn diện để góp phần cho giảm chi phí logistics, giảm cái chi phí đi lại, tạo cái không gian phát triển mới, tạo cái khu đô thị mới, khu dịch vụ mới, tạo cái không gian phát triển mới, rồi nâng cao cái giá trị gia tăng của đất để góp phần cho doanh nghiệp doanh nhân phát triển. Vấn đề thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nói chung và cho doanh nghiệp doanh nhân nói riêng. Cái thứ tư là hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp doanh nhân hiện đại, huy động mọi cái nguồn lực của xã hội cho phát triển đất nước. Cái thứ năm là trong cái bối cảnh hiện nay, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. Cái thứ sáu là xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp xứng tầm với truyền thống lịch sử văn hóa, hào hùng của đất nước chúng ta, là anh hùng trong cái giải phóng dân tộc và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị thực hiện 5 tiên phong. Tiên phong thứ nhất là góp phần thúc đẩy 3 cái đột phá chiến lược mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định, và đặc biệt là đột phá về thể chế, kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiên phong thứ hai là tiên phong trong cái phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng cái thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, rồi đổi mới sáng tạo để phục vụ cho làm mới lại cái động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái động lực tăng trưởng mới. Cái tiên phong thứ ba là trong bối cảnh hiện nay, tiên phong trong góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ưu tiên cho tăng trưởng, rồi đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Cái tiên phong thứ tư là tiên phong trong xây dựng quản trị doanh nghiệp hiện đại để góp phần
nó xây dựng cái quản trị đất nước thông minh và xây dựng cái chính phủ trong sạch, liêm chính, vì nhân dân phục vụ. Cái tiên phong thứ năm, tiên phong trong cái củng cố tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, làm tốt cho công tác an sinh xã hội. Chúng ta không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng lực lượng doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam luôn thể hiện tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi người chúng ta hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng hành động cụ thể, bằng kết quả cụ thể, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm đã thực hiện, phải có hiệu quả cân đong đo đếm được, lượng hóa được. Chúng ta hãy cùng nhau phát triển đất nước, cùng nhau đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới như mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Năm 2030 là một nước công nghiệp phát triển có thu nhập trung bình cao và là nước đang phát triển. Và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Đòi hỏi tất cả đều phải nỗ lực hơn nữa. Đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa. Đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa. Nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.